Du khách mất hàng trăm triệu khi ở Thái Lan, phát hiện cửa bí mật ẩn trong khách sạn. Theo trang The Tiger, anh Asano Kangkyu thường gọi là cô cùng gia đình đi từ nhà ở tỉnh Songkhla đến thành phố Kanchanaburi vào cuối tháng 4 để thăm em trai. Họ tới khách sạn đã đặt trước, rồi đi ăn uống, nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, anh bầu phát hiện mất nhiều trang sức mang theo cùng tiền mặt, tất cả trị giá khoảng 710.000 baht, tức khoảng 480 triệu đồng. Anh cô cũng gặp một nạn nhân khác tên là Pinio ở phòng bên cạnh, cũng bị mất ví và 7.000 baht, tức là khoảng 4,7 triệu đồng. Anh cô và Pinio đã cùng kiểm tra và phát hiện mỗi phòng đều có một cánh cửa bí mật, được ngụy trang bằng tấm gương trong phòng. Những cánh cửa này dẫn ra bên ngoài và cửa được đóng chốt từ phía bên ngoài. Khi gặp chủ khách sạn, họ được giải thích là ông ta làm cửa giấu mặt để nếu có vụ đánh ghen trong phòng thì người bị đánh ghen có đường để thoát thân. Cô và Pinio đã đi trình báo cảnh sát, nhưng đến giờ chưa nhận được thông tin gì và cũng chưa nhận lại được tài sản. Do vậy, anh cô đã liên lạc với báo chí ở Thái Lan để làm sáng tỏ. Đây cũng là lời cảnh báo du khách cần hết sức thận trọng khi thuê khách sạn nhỏ, cần xem xét kỹ phòng ở có gì khả nghi hay không, tránh gặp những rắc rối như hai anh chàng kể trên.